Rồi Dũng anh chào các bạn nha. Để mình quay cái chiếc MF3290 chở chiếc máy phóng cho các bạn xem chơi nha. Đây thì máy phóng này chở chiếc Kubota DC70. Này lót bằng sắt luôn nha. Còn có nhiều cái thì lót bằng cây. Nhỏ này gỗ nhỏ DGC 16 8.2516. Mấy cái một chở máy phóng là toàn là một cái thôi, một là lôi lết bình thường, một lôi thấp thôi. Này 290 thì chiếc này chắc chạy chắc cũng ít có rửa lắm, nên nó là nhìn thấy cái độ nó bám sình đất, nó bám lâu năm. Cái này bơm rồi cũng xịn nhớt hết các bạn. Cái này giờ không còn xài cái này nữa ha, bỏ cái này luôn rồi. Đúng ra cái bình dầu lớn xuống cái này, xong cái này nó chìm qua cái lượt. Đây chậu cần số rồi. Mình nói ít rửa là vậy nè, tại xe chạy máy phóng á, mà nó ít rửa, hết dầu hết gì hết dầu mới rửa nha các bạn, hết dầu mới rửa luôn. Đây thắng tay nó kéo vào bên đây, kéo xuống đây. Đây nè các bạn, đó, thắng tay nó kéo xuống đây ha, kéo tới đây. Rồi kéo vô đó đi thẳng vô cái đùi. Thắng tài là thắng, thắng tài là thắng bánh xào. Cái ống này chẳng qua là nó là luồn dây điện thôi, luồn dây điện để cho mình đạp dây điện lên. Nếu mà mình ống không phải ống sắt thì mình đạp dây điện vô sẽ mau bị đứt, mau bị hư. Ghế này là không đụng hàng luôn nè. Không đụng hàng luôn. 290 này nếu mà xe còn mới đẹp là giá cao lắm nha các bạn. Này một cầu 290 và một cầu thì nó xác nó nặng 2,5 tấn, hai cầu thì nó lên được 10 kg, nó 3 tấn. Vẫn sử dụng động cơ bơ kinh AD 4.248, dung tích vẫn là 4.7 lít nha các bạn. 4 máy bê tông 1:01. Tua nó 2002, nó cho ra công suất là 80 HP. Cũng đi riêng lúc nào nhìn cũng đã hơn. Chiếc này thì nó cũ rồi. Chiếc này thì mấy cái dòng này thì có chữ MF các bạn thấy rõ ha. Còn mấy cái dòng mà cũng 290 nữa nhưng mà nó để là Maxi Ferguson không á, nó không có chữ MF bự này. Là chút xíu nó xem quy ra, xem quy ra hai cầu turbo đổ ra là nó không có chữ MF nha các bạn, nó có chữ Maxi Ferguson. Đây có số sườn đóng này nè. LF 22790Y7 mất số. Y7 mất số. Đồng hồ này thấy đơn giản. Đây là dầu, bao dầu dự báo này báo gì đây, bao dầu dự báo này ampe là gì, không, đây là hệ thống dưới nó mới nhiều nè. Đèn này là đèn tắt này tắt có nó tắt mình chế hay tắt của nó đây, giống tắt mình chế quá. Đèn đây một cái, đèn kia một cái. Thì điện dây vọng là nó đi
đi lên trên cái xi nhan. Đợi mấy ảnh, đợi mấy ảnh xuống kéo lúa mà lâu quá. Chiếc này ống này còn sạch, sạch hơn chiếc 185 bên kia. 185 bên kia dơ, dơ quá. Dơ quá là cái đổ hơi nhớt ra hơi nhiều. Mấy ảnh đợi tại cái máy phóng là cắt ra nhiều nhiều các bạn, ra chở cho nó ấy á, nhiều á cho nhanh á, cho để ra cắt mà ra chở mà đợi cắt nữa lâu lắm. Rồi thôi cái này mình quay chơi chơi cho các bạn xem nha các bạn, xem chiếc 290 này chơi chơi thôi. Rồi, thôi bye bye các bạn nha.